Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe trên kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nữa nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh những cái hội quán anh em ạ. Trời ơi, đã lâu lắm rồi thì mình cũng không có quay lại với Pixelmon nè. Đó, tập hôm nay mình sẽ tiến hành đi đánh cái hội quán hệ cỏ. Hệ cỏ hay hệ lá gì đó cũng được. Đó, trước tiên thì mình sẽ đi một vòng. Để xem cái hình dáng của cái hội quán này như thế nào đây. Wow, nhìn trên cái mini map thì nó khá là giống một chiếc lá ha. Wow, nó sử dụng stone brick nè anh em nè. Cũng như là mấy cái kính màu xanh luôn. Wow, khá là xịn sò đấy. Và nó chỉ có một cái đường vô là ở chỗ này thôi. Đó, wow, mấy tấm thảm cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Thì mình sẽ cố gắng dùng cái đội hình mạnh nhất để mà chiến thắng nha anh em. Wow, bước vào, ui, có tiếng tinh tinh luôn nè. Rất là xịn, nó xài cửa tự động luôn. Wow, và đây là cái ông giới thiệu hội quán hả? Chào mừng đến hội quán hệ lá. Đó, rồi, gì đây? Ông nói là đừng có nên mà để thua anh em ạ. Trời ơi, ok, chắc chắn là sẽ không thua rồi. Chúng ta sẽ cố gắng. Đó, đầu tiên thì mình sẽ đi qua. Hình như nó không có đường đi anh em ạ. Chỗ này. Wow, nó có một cái đường xuống duy nhất ở chỗ này thôi. Chúng ta xuống cầu thang. Wow, và gặp cái nhà thách đấu đầu tiên rồi nè. Vô luôn anh em ơi. Đây là con chestnut. Trời ơi, ôi có một con à hả? Cấp 100 luôn, nhưng mà có một con thôi nên chúng ta xử rất là lẹ luôn. Ok, tiếp theo, đây là con Tangela anh em ạ. Con này hôm trước mình có bắt ở trong rừng đó. Rồi mình sẽ cố gắng xử cho nó lẹ đi. Tangela hả? Wow, sếp tile. Ui, nó bị cháy rồi kìa. Wow, trước khi chết nó còn cấu với mình một đống máu nữa chứ. À, lại là con chestnut này nè. May hả con? Thế là chúng ta đã đánh bại được hai ông rồi anh em ạ. Đây là ông thứ ba đây nè. Vô luôn. Rosalia. Cái con này anh em ạ, cái con bông hoa này nè. không sao cả, chúng ta sẽ cố gắng lên. Rosalia hả? May nè con. Wow, quá là gọn trơn luôn. Xong ba ông rồi nè. Bên đây là ông thứ tư hả? Và chúng ta có một cái vườn apricorn ở bên đây anh em ạ. Và mấy cái moss stone nè, mấy cái đá đóng rêu. Wow, hai cục đá đóng rêu ở đây luôn. Chúng ta có thể vô cái hội quán này để mà tiến hóa mấy em EV được anh em ạ. Wow, và ở trên đây chúng ta có glowstone. Wow, một cái trần glowstone luôn, rất là sáng. mình có thể đập ra được anh em ạ. Nhưng mà mình có đủ rồi nên đâu có cần lấy thêm đâu. Rồi bây giờ mình sẽ thách đấu cái ông thứ tư nha. Đây là ông này đây. Venusaur. Lâu lắm rồi mình cũng chưa gặp lại con này. Wow, một hit kế chết veo luôn. Quá gọn. Có 4 ông thôi hả? Thế là hết rồi anh em ạ. Rồi vậy thì mình sẽ đi ra cái cửa đằng này nha. Chỗ này có một cái hang nè. Rất là nhiều tơ nhện cũng như là dây leo luôn. Chúng ta có thể leo lên được anh em ạ. Rồi ở đây thì mình sẽ tiến hành đi giải mã cái mê cung này nha. Mê cung này thì anh em giải mã rất là dễ thôi. Chỉ cần đi sát một cái bên thôi nha. Đó, đi sát thì mình một bên như thế này thôi. Đó là ra được rồi nè. Quá xịn luôn. Đây, và đây là chủ hội quán hệ cỏ nha anh em. Nhìn rất là xịn sò luôn. Rồi, mình sẽ thách đấu luôn anh em ơi. Ludicolo. Wow. Cái con này thì khó chơi đây. Vì nó mang hai hệ hay sao các bạn à. Ây da, các bạn thấy không? Nó đánh mình hơi bị đau luôn. Mày nè. Ây da, nó dứt cái con anti của mình rồi. Mình sẽ đổi qua con khác đi. Đó, hút ba ra trận. Sai trích nó. Một em đã ra đi. Tiếp theo là Paraset. Đây là cái con cu nấm anh em ạ. Con cu rất là to luôn. Wow. Và hình như nó đang giữ cái model cũ hay sao á. Nhìn cái con cu nấm này nó hơi bị xấu một xíu. Ui, nó giết cái con hụt ba mình một hit luôn. Ghê vậy. Không sao anh em ơi. Ui, lại đổi Pokemon rồi. Roserade hả? May nè Roserade. Mình đã làm tê liệt hay là làm chón gì nó rồi nè anh em à. Wow, mình cấu khá là ít máu. Ui ui, đánh căng quá vậy. Lại đổi Pokemon. Tangela nữa hả? Không sao anh em ơi. Mình tin là GS của mình có thể làm được.
Ồ, đổi qua cái con Abo Machno luôn. Ây da, một hit cái con Ziget của mình đi luôn rồi. Rồi, lần này thì mình cho Sonic ra trận nha. À, Vitribel. Ông này đổi Pokemon liên tục anh em ạ. Ồ, toàn là những Pokemon cấp 100 thôi, rất là kinh khủng khiếp luôn. Ây da, đổi qua con Roserade hả? Một hit Roserade. À, chưa chết hay gì á? À, chết luôn rồi anh em ạ. Chết một lần hai con luôn. Tiếp theo là Abomasnow nè. Ây da, đánh hơi bị đau nha. Glow Compact nó luôn anh em ạ. May nè. Và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng rồi anh em ạ. Và đây là cái huy hiệu của hệ quán hệ cỏ đây nè. Để mình coi huy hiệu nó tên gì đây. Đây là Forest Pet. Rất là xịn luôn. Và một skill đó chính là Grass Knot nha các bạn. Quá đã luôn. Hai cái huy hiệu rồi đó. Đó. Thì mình cũng có thể tạo một cái dải băng để mà đeo treo mấy cái huy hiệu vào nha các bạn. Nhưng mà từ từ mình sẽ tạo cái dải đó đi. Rồi, thế là xong. Quá đơn giản cho hồi quán hệ cỏ thôi. Mình sẽ đi ra luôn nha các bạn. Đó, bye bye. Đi ra thôi. Wow, cái cửa tự động rất là xịn luôn. Ok, rất là đơn giản. Thế là mình đã đánh bại xong một cái hội quán rồi. Bây giờ mình sẽ qua một cái hội quán tiếp theo nữa trong tập ngày hôm nay luôn nha. Đó chính là hội quán hệ bọ. Hội quán này thì không còn xa lạ với các bạn nữa rồi. Mình đã đánh cái hội quán này rất là nhiều lần luôn rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà chỉ vào để luyện cấp thôi. Để bây giờ mình giải phóng sức mạnh cho hút ba cái đã. Xịn chưa? Hút ba in bao. Chúng ta sẽ bay một vòng vòng. Coi thử. Cái quả này thì nó khá là giống cái quả Safari Ball thôi các bạn ha. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Ok. Hồi quán này thì mình có đánh bại trước một ông rồi, đó chính là ông này nè. Mình lỡ đánh bại mất tiêu luôn. Rồi. Rồi, bây đây mình sẽ tiến hành đi vô và thách đấu luôn nha các bạn. Lần trước chúng ta chỉ luyện có ba con thôi. Lần này thì chúng ta sẽ đánh bại luôn. Đó, chính là đánh bại tất cả bốn con. Roserade hả? Con này thì không thành vấn đề. Mày hết con, một em đã ra đi. Lydian nè. Forest Chest. Và cuối cùng là Vitribel. Ta-da! Quá gọn luôn nha các bạn. Đó, ông này đã bị đánh bại rồi. Mình sẽ tiến hành đi đánh cái ông tiếp theo nha. Trời ơi, cái ông này thì quá đơn giản luôn nha. Ủa, mình vừa bổ cái heo một phát các bạn ạ. Ok. Đầu tiên mình sẽ cho con Ziget ra cái đã. Để đánh bại cái con Scorbunny đây nè. Wow, Scorbunny nó có nội tại một máu anh em ạ. Khá là mạnh đấy. Rồi. Mày nè con. Ây da, nó rút máu mình hơi lâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn chiến thắng anh em ạ. À, Roserade nữa hả? Ây da, con này nó hút máu của mình nè. Rồi. May quá cái skill đào nó có tác dụng anh em ạ. Nó vẫn hút máu của mình rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cho hút ba ra trận. Ây da, hút máu của hút ba luôn. Dữ tợn quá vậy. Tiếp theo là Ninzat nè anh em ạ. Ây da, Ninzat mạnh quá ta. Mình sẽ cho Raikou ra để mà giật điện nó. Giật cho mày chết queo luôn nha con. Mày nè. Mấy con hệ bay này thì mình sẽ giật rất là lẹ thôi. Giật điện nó luôn nè. Và chúng ta đã đánh bại xong hai ông rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên này đi. Đó, đi qua cái phần bên này nha anh em. Để đánh bại luôn cái ông này đi. Đâu rồi, đâu rồi? Shuckle hả? Wow, Shuckle nè. Ui, Shuckle còn khá là trâu anh em à. Mình sẽ cho một kill nữa đi. Một skill nữa, một kỹ năng nữa chứ. À, Pinsir nè. Ông này thì chỉ có hai con Pokemon thôi, nhìn rất là gọn cho mình. Và tiếp theo là cái ông này nha anh em. Đó, ông nhà thách đấu. Tiếp theo, đây là con Rillum nè. Wow, cái con người nấm. Ông này chỉ có một con thôi. Quá đơn giản anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thách đấu chủ hội quán hệ bọ luôn nha. Wow, ông này đeo găng tay nè. Sợ bọ cắn hay là cái gì đó. Trời đang mưa tầm tã luôn nè. Mà tôi phải đi thách đấu đó. Bộ cái heo một phát rồi chúng ta sẽ chiến đấu luôn anh em ạ. Radily. Wow, Pokemon cổ đại luôn. Ghê quá ta. Wow, nó cho skill Ancient Power các bạn ạ. À. Nên nó mới có đá ở trên trời rớt xuống đấy các bạn ạ. Để mình bộ cái heo lại một lần nữa đi. Chúng ta sẽ cho con Ziget ra trước. Để mà đánh bại con ấy da. Khôn quá vậy.
nó đổi qua cái con Gen Mega rồi anh em ạ. À, mình phải tính toán cái chiến thuật mới được. Đầu tiên mình sẽ out chest trước đi. Đó, Gen Mega hả mày? Con này thì thuộc hệ rồng anh em ạ. À, nên là vẫn bị ăn hành của mình hết. À, đổi qua cái con Radily rồi. Skill out chest á, nó sử dụng hai lần các bạn ơi. Radily nó cho skill hệ độc của anh em mà. Nhìn hiệu ứng khá là ghê ha. Butterfree này. À, Butterfree nó ru ngủ mình rồi. Tuy nó còn một máu nhưng mà vẫn ru ngủ. Wow, căng quá vậy. Ây da, ây da, ây da. Wow, ghê quá anh em ơi. Skill của nó khá là mạnh. Nhưng mà không sao, cuối cùng cũng đã bị bại thôi. Sider. Ây da, Sider giết con Zigget của mình rồi. À, đổi qua con Gen Mega hả? Giật điện con Gen Mega luôn. À, đổi qua cái con liên tục anh em ơi. Thách đấu với mấy cái ông này á là người ta lúc nào cũng đổi Pokemon hết em ạ. Ồ, rất là thông minh luôn nha. Chứ không phải là như mấy mấy nhà thách đấu bình thường đâu đó. Đây là chủ hội quán á anh em ạ. Rồi. Sider hả? Sider nè. Scolibit. Mày nè. Và cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Đây là chủ hội quán Kusa anh em ạ. Được một cái plan badge và skill Mega Ren. Quá xịn luôn rồi. Đó. Thế là trong tập ngày hôm nay chúng ta đã đánh bại xong hai hội quán, một hội quán hệ cỏ và một hội quán hệ bọ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi phiêu lưu nha anh em. Đó. Nãy giờ thì mình đang đi phiêu lưu ở cái vùng jungle, cái vùng rừng rậm anh em ơi. Đây đây đây. Có một cái cổng Ultra nó mới vừa mở ra nè. Để mình đi vào thử đi. Sao đi vào không được? Để chúng ta làm lại nha. Đi vào thế giới Ultra Space thôi. Lâu rồi mình cũng không qua thế giới này. Big Bon nè. Nó được skill Fairy Memory anh em ạ. Một cái kỹ năng của hệ Fairy. Và mình để ý là cái game sát bản mới nhất á, nó đã có tác dụng ở thế giới Ultra rồi. Quá là đã luôn. Để mình chỉnh cái minimap lại nha. Đó, vậy thì quá tiện như chúng ta rồi đó các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường. Ở đây có một cái Big Chess nè. Đó. Để mình đi qua mình coi thử xem. Big Chess. Quá đã ha. Nãy giờ thì mình vẫn đang đi làm Big Chess cũng như là Master Chess đây em ạ. Thì lúc trước á, mình xài Game Shark á, nó không có tác dụng. Nhưng mà bây giờ Game Shark nó đã được cập nhật rồi, nên là tác dụng nó đã tăng lên gấp bội luôn. Quá là xịn luôn. À, Force Gate hả? Phone Gate mày nè con. Và nãy giờ mình đang dùng cái đội hình mới các bạn à. Mình không có dùng cái đội hình cấp 100 kia nữa. Chúng ta chuyển qua một cái đội hình mới để mà luyện cấp cho cái bọn này luôn. Phía trước này nó có một cái End Tower nè, cũng như là một cái phi thuyền nữa đúng không? Để bây giờ mình lên mình khám phá thử xem nha các bạn. Quá đã luôn. Đó. End Tower. Wow, có một cái phi thuyền nó đã hiện ra rồi nè. Đó, mini map nó đang load đó các bạn ạ. Tại vì cái chỗ này mình chưa đến á, nên là nó sẽ load rất là lâu nha. Spawniac hả? Mày nè. À da, sao không có sát thương vậy? Mày nè. Vẫn không được anh em ạ. Mình đổi qua con Charizard đốt nó luôn cho nó lẹ. Hệ thép mà láo hả? Chết queo luôn. Nó cho mình một cái thỏi sắt anh em ơi. Ok, để mình lên cái phi thuyền thử có gì hot nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi lên cái lâu đài anh em à. Đó, hy vọng mình bay qua được. Thế giới Ultra nè anh em à. Đây mình đang ở tại cái biome Ultra Deep Sea. Có một cái Big Chest nữa kìa. Quá xịn luôn. Rồi, để chúng ta vô trong đây. Kiểm tra coi thử mấy cái rương nó có gì nào. Ta-da! Master Ball. Cuối cùng mình còn cũng đã có thêm một quả rồi các anh em ơi. Và đây là cái quả Master Ball thứ 7 của mình nha. Còn gì bằng nữa? 7 quả Master Ball và một quả Beast Ball rồi đó. Rồi. Vậy là quá xịn rồi. Bây giờ để mình qua cái End Tower này. Coi thử nó còn cái quả Master Ball nào nữa hay không. Quá xịn sò luôn. Đó. Master Ball, Master Ball. Cái End Tower này có vẻ
Nó chỉ có một cái chỗ, đó là cái chỗ này thôi đúng không? Để mình lên mình kiểm tra thử có cái rương nào trên đây không. Không có cái rương nào rồi anh em ơi. Wow, cái này không có xịn rồi. Đây là một cái end tower dởm anh em ạ. Ok, nhưng mà thôi cũng kệ đi. À, cái này cũng không có luôn. Trời ơi, trúng cái end tower dởm rồi. Thôi, để mình tiếp tục mình phiêu lưu tiếp đi. Đang ở tại cái vùng Ultra Deep Sea anh em ạ. À, bên đây có một cái big chest nè. Wow, cái này có cái gì vậy? Cục gì đi? Ủa, cục gì đây? Nihil Lego anh em ạ. Wow, nó không có thông báo luôn. Xuất hiện mà không có thông báo. Hình như có vẻ là một Ultra Speed rồi anh em ạ. Một con quái thú ở vùng Ultra Space rồi nè. Để chúng ta đi kiếm nó coi. À, hình như nó là con này đây nè. Nidhi Lego. Wow, rất là lạ luôn nha. Nhìn hình dáng của nó nè anh em ơi. Wow, nó kiểu như là vừa đeo cái vương miện bằng tuyết, vừa đeo cái áo tròn vậy ha. Wow, nhìn cũng khá là xịn sò đấy. Để mình slash nó đi. Mình sẽ dùng Charizard để mà cấu máu nó nha. Con này mới cấp 60 thôi, nên em cứ yên tâm. Slash một phát nữa nha các bạn. Đó, nó còn một xíu máu rồi kìa. Để mình quăng luôn cái quả Whipball ra luôn nha. Nihi Lego Whipball. Yes, thôi một quả bắt được luôn. Và chúng ta học được skill mới nè. Mình sẽ thay bằng Inferno đi. Đó. What the hell. Một quả bắt được con Nidhi con Nidhi Lego luôn các bạn à. Nihi Lego chứ. Thầy, cái tên nó khó đọc quá. Để mình kiểm tra coi. Nidhi hay Nihi ta. Để mình nhớ lại coi. Nó là con nào ở trong đây đây. Để mình coi cái tên đó các bạn ạ. Nihi Lego. Wow. Con này thì mình cũng không có biết nữa. Ai mà có thông tin về con này nhớ comment ở phía bên dưới nha các bạn. Đây là con Pokemon thuộc hệ đá và hệ độc. Wow, khá là xịn. Cộng Speed. Kích thước là nguyên mẫu ở đây mà. Kích thước nguyên bản luôn. Wow, vậy nó nè. Wow, đúng là quái thú ở cái vùng Ultra Space anh em ạ. Nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Wow. Khá là xịn sò đấy. Trời ơi, con gì băng nữa. Đó, quá xịn quá xịn. Con này thì mình không có thể cưỡi được anh em ạ. Cũng khá là buồn. Nhưng mà thôi kệ đi. Thì chắc mình sẽ dùng cái con Nidhi Lego này luôn. Trời ơi, tôi đọc muốn cái muốn lẹo cái lưỡi luôn đó. Đây. Bên đây có một cái Master Chest nè. Nhưng mà để mình kiểm tra coi cái con Nihi Lego đó nó spawn tại cái biome nào đây. Nihi Lego biome. Tại cái vùng Ultra Deep Sea. Vậy là cũng đúng rồi. Tại hồi nãy mình cũng ở tại cái vùng đó đấy các bạn à. Nhưng mà nó xuất hiện mà không có thông báo ha. Rất là lạ luôn. May là cái game shark nó có báo lên đấy. Chứ không là tôi cũng không biết nó xuất hiện luôn đó các bạn ơi. Đây, bên đây có một cái big chest nè. Để mình đi qua mình lấy luôn nha. Ủa gì đây? Togetic các bạn ơi. Con này mình tìm rất là cực khổ trong những cái tập trước luôn nè. Bây giờ nó cũng đã tự xuất đầu lộ diện đây rồi. Ai da, ai da, hơi bị lắc, hơi bị lắc. Phải bay xuống mới được. Togetic nè. Đó, lụm nó luôn anh em ơi. Đó, con này mình chưa có nè. Lụm nó lẹ luôn mà Whipball nha. Nhìn khá là xịn nha anh em ơi. Mình có cái con Togekiss thôi. Whipball một quả thành công luôn nè. Còn gì băng nữa. Để mình coi thử. Cái Pokédex nó vẫn chưa nhận anh em à. Vẫn là 6 ô 651. Bữa nay nó lại có thêm một con Togekiss mới nè. Để mình đi qua mình bắt nó luôn nha. Bắt một lần hai con luôn cho nó máu anh em ơi. Bắt nó luôn nè. Togetic. Rồi, lại tiếp tục là Whipball thôi các bạn ơi. Và lần này ui, có vẻ là thành công rất là dễ dàng á các bạn ạ. Để mình kiểm tra lại. Cái Pokédex nó cập nhật chưa cái đã. Togetic.
Bây giờ nó đã chịu cập nhật rồi bạn ơi. Đây 652 con. Hồi nãy mới 651 con thôi. Đó, tại vì nó cập nhật hơi bị lâu một xíu. Thì chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Ở đây nó có một cái big chest nè anh em à. Để mình xuống mình lấy. Coi thử chúng ta có may mắn được được luôn quả big bon nè. Wow. Thế là quá xịn luôn rồi. Hai quả big bon và 7 quả master bon luôn. Trời ơi. Còn gì bằng nữa. Bên đây còn thêm một quả quên một cái big chest nữa nè. Được steel memory. Ôi cũng không xịn cho lắm. Trời ơi cái con này thì mình có rồi các bạn à. Tutorator. Nhìn nó rất là đẹp luôn nè. Dùng nhàm chảy trên lưng. Ok. Nãy giờ thì mình vẫn đang cố gắng để mà lấy thêm big chest cũng như là master chest anh em ạ. Sea Mrs. Nó đã xuất hiện rồi nè. Wow. Con này thì thuộc hệ lá anh em ạ. Tại vì hôm trước á mình chưa có đủ Lipstone á để mà tiến hóa nó. Nhưng mà cũng khá là may. Qua thế giới Ultra này thì con gì cũng có hết. Quá là đã luôn. Rồi mình sẽ bắt nó lẹ luôn nha. Sea Mrs. Whitbon trước cái đã. Ây da, hơi khó khăn đây. Giờ mình sẽ đi qua quả Tamerbon nha các bạn. Tamerbon. Cổ lên nào. Gọn trơn luôn. Sea Mrs. Còn khỉ lá nè. Và Pokédex nó vẫn chưa chịu cập nhật luôn. Wow. Hơi lắc vậy ta. Chắc phải một khoảng thời gian nữa thì nó mới chịu cập nhật rồi anh em à. 5-10 giây gì đó. Đây, để mình để mình lấy nó ra luôn nha. Lấy ra xong cất vô. Để mà nó cập nhật một xíu cái đã. Nó vẫn chưa chịu luôn nè. See me shit. Để mình đi qua mình lấy cái big chest này trước đi. Đó, rồi tí rồi tính tiếp. Bên đây còn thêm một cái big chest nữa nè. Lắc quá. Dragonium Z hả? Hình như cái viên đá này mình thiếu đúng không? Mình chưa có viên đá Z của hệ rồng anh em ạ. Trời ơi. Ây da có con bọ này. Casterbug. Mày nè con. Smithborn đó anh em ạ. Láo thật chứ. Ok. Để mình nhảy lên đây coi thử. Cái Pokédex nó đã chịu cập nhật chưa cái đã. Ây da nó hơi bị lắc một xíu. Đây 653 con rồi. Ok. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn à. Pokédex cuối cùng nó cũng đã chịu cập nhật rồi. Nếu thấy video này hay các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nữa. Và nhớ ấn like fanpage Fury Gaming cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.